Xin chào các bạn thấy đó, dạo này thì thời tiết càng ngày càng nóng. Nên là để giải quyết cấp tốc cái nóng này thì anh đã quyết định sắm ngay cho mình một chiếc quạt điều hòa. Và chiếc quạt đó đây nè các bạn. Không cần phải tốn quá nhiều thời gian để lắp đặt phức tạp mà anh có thể tận hưởng ngay cái mắt nhanh chóng của chiếc quạt mới này. Ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng xem em nó có gì hay ho nhé. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì anh rất là ấn tượng với chiếc quạt này bởi vì màu đen tuyền nguyên cây, nhìn rất là sang và giống như là một điểm nhấn ở trong phòng vậy đó. Quạt còn được thiết kế bo cong tinh tế với chất liệu nhựa cao cấp, không bị in vân tay, dễ lau chùi. Cánh đảo gió cũng được thiết kế theo đường cong đẹp mắt. Quạt có bình chứa nước dung tích 20 lít, có thể xài liên tục 10 tiếng. Cửa đổ nước ở bên hông và thang đo mực nước tiện lợi nằm trước thân quạt. Ngoài ra còn có hệ thống cấp nước tự động và bên dưới là van xả nước. Lưới lọc bụi nằm sau thân quạt, giúp ngăn bụi bẩn và côn trùng. Bên trong là tấm làm mát bằng sợi thực vật. Tấm lọc bụi và tấm làm mát đều dễ tháo lắp để vệ sinh. Chỗ đặt dây điện ở đây được hãng thiết kế khá tinh tế, cái này cũng rất dễ tháo và gài lại. Tay cầm nằm hai bên hông quạt, rất chắc chắn để nhấc bổng máy khi di chuyển lên bậc thang. Thân quạt được đặt trên 4 bánh xe được thiết kế ẩn vô cùng tinh tế, giúp việc di chuyển dễ dàng hơn. Khi muốn cố định quạt thì mình lắp 4 chân đế ở 4 phía. Và có một điểm mà anh rất là thích ở thiết kế của chiếc quạt này, đó chính là em nó thì vô cùng nhỏ gọn, cao chưa đến 1m và cũng không quá là cồng kềnh. Thế nên mình có thể đặt chiếc quạt này ở phòng khách hoặc là phòng ngủ mà không sợ tốn diện tích ha. Mà nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ em nó có quá trời chức năng luôn đó. Và tất cả những chức năng ấy thì nằm ở bảng điều khiển này đây, rất là vừa tầm mắt. Có điều là bảng điều khiển này toàn bằng tiếng Anh thôi. Mặc dù là có đèn báo chức năng nhưng nếu mới nhìn lần đầu thì cũng hơi khó hình dung. Nên anh sẽ chú thích cho các bạn hiểu hơn ha. Lúc mới mua về thì mẹ ánh hay than thở là trời ơi sao toàn tiếng Tây tiếng Tàu không mà không thể nhớ nổi. Thế là ánh là phải lấy giấy viết ra ghi ngay những cái chức năng rồi dán lên trên này cho dễ nhìn. Chừng mấy ngày là mẹ xài ngon ơ à, không cần giấy viết gì luôn. Nên là nếu nhà bạn có người lớn tuổi hoặc là không rành tiếng Anh thì cũng có thể làm theo cách của ánh nha. Với cả bù lại về cái sự bất tiện trong ngôn ngữ thì cái bảng điều khiển này là cảm ứng nên rất là nhạy luôn. Mình chỉ cần ấn vô đây là được ngay. Ngay bên cạnh chế độ bật tắt là chế độ tốc độ quạt nha. Quạt có tận 4 tốc độ quạt luôn, mỗi tốc độ cho ra một mức gió khác nhau. Nhẹ nhất là mức 1, rồi mạnh dần đến mức 4 là mạnh nhất. Và khi mà mình bật tốc độ của quạt thì mình cũng có thể chỉnh các chế độ của quạt luôn. Ở đây nè các bạn. Quạt có 3 chế độ là bình thường, chế độ tự nhiên và chế độ ngủ. Và theo như ánh cảm nhận thì gió ở chế độ ngủ và chế độ tự nhiên thì sẽ tùy lúc mà mạnh nhẹ khác nhau. Gió ở chế độ ngủ thì sẽ êm hơn hai chế độ còn lại. Mà cũng đúng thôi ha, tại vì khi mà mình đi ngủ thì mình cũng chỉ cần cái luồng gió nhẹ nhẹ mát mát là được rồi. À, mà nhắc đến cái chuyện đi ngủ á, thì chiếc quạt điều hòa này có cả chế độ hẹn giờ tắt nữa nha các bạn. Trước khi mình đi ngủ thì mình chỉ cần hẹn sẵn giờ thôi thì sáng mai mình dậy sẽ không cần phải lăn tăn chuyện là đã tắt quạt chưa. Muốn hẹn giờ thì mình nhấn vào nút timer này nha. Hoặc có thể hẹn giờ tới 8 tiếng với 4 mức hẹn là 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ và 8 giờ. Với mức hẹn sẵn giờ này cố định nên là mình cũng hơi bất tiện trong việc hẹn giờ khác ha. Ví dụ như là 5 tiếng hoặc là 7 tiếng chẳng hạn. Anh hy vọng là trong tương lai thì hãng sẽ giúp chúng ta thỏa mãn hơn về vấn đề này. Và anh hay để quạt ở trong góc phòng nên là muốn mát cả phòng luôn thì mình sẽ bật chế độ đảo gió. Khi bật chế độ này thì cánh đảo gió trái phải sẽ tự động liên tục với góc rộng đến 120 độ, đưa hơi mát đi khắp phòng. Còn muốn chỉnh hướng gió lên xuống thì mình dùng tay nha. Các bạn để ý dưới quạt còn có một tấm lưới bảo vệ bên trong này nữa nè. Vì quạt màu đen hết nên cũng hơi khó thấy một chút. Cái này thì ánh rất là ưng luôn, bởi vì không chỉ là tránh được côn trùng bay vào mà nếu như nhà mình có con nít nghịch ngợm thò cái tay vô thôi nhưng cũng không sao cả, rất là yên tâm luôn. Với lại thường thì ánh ra ngoài về thì sẽ kiểm tra nước trong bình chứa còn nhiều hay ít để chêm vô, sau đó là bật luôn cái chế độ làm ẩm hay còn gọi là làm mát để không khí được làm mát nhanh chóng. Khi đó máy bơm sẽ hoạt động hút nước từ bình chứa nước làm ướt tấm làm mát, đồng thời quạt cũng sẽ hút không khí khô đi vào tấm làm mát đã được làm ướt, sau đó để luồng không khí mát lạnh ra ngoài, giúp căn phòng trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn. Nếu bình chứa hết nước thì máy bơm sẽ tự ngắt, chuyển qua chế độ quạt bình thường và đèn báo sẽ nhấp nháy như vậy. Và quạt còn có chế độ ion âm để làm sạch không khí. Không khí mà vừa mát, vừa trong lành thì còn gì bằng nữa ha. Bởi vậy nên là khi mà nấu nướng thì anh cũng hay bật chế độ này lắm, để nó có thể khử mùi nè và làm cho không gian phòng của mình còn trong lành hơn nữa. Với lại quạt có chế độ ghi nhớ những chức năng đã sử dụng trước đó, rất là tiện luôn. À, mà nếu như muốn làm mát hơn nữa thì mình sẽ sử dụng những cái bình đá khô này nha các bạn. Đây,
Rất là hay là khi mà mình mua chiếc quạt này thì mình cũng sẽ được tặng kèm thêm 4 bình đá khô nữa. Và mình sẽ bỏ những cái bình đá khô này vào trong bình chứa nước đã có nước sẵn như thế này. Đây, à mà khoan, Ánh sẽ mang những cái bình đá khô này bỏ vào trong tủ lạnh trước để cho nó mát, thiệt là mát luôn. Sau đó là mình sẽ mang ra bỏ lại vào trong bình chứa, như vậy thì nó sẽ càng mát hơn nữa. Ánh là một người khá là thích cái mùi hương từ tinh dầu. Và từ khi mua chiếc quạt này về thì Ánh không cần phải mua thêm cái bình xông tinh dầu nữa. Đây, bởi vì quạt cũng đã có trang bị cho mình một cái khay để đựng tinh dầu rồi nè, tiện ghê á. Trong lúc dùng thì Ánh cũng có để ý tiếng ồn của quạt và cũng đã thử đo lại. Các bạn có thể xem cái chỉ số này ở trên máy đo ha. Và ở chế độ ngủ với tốc độ 1 thì quạt chạy khá là êm, nên độ ồn cũng sẽ thấp hơn ở chế độ bình thường với tốc độ cao. Và mức ồn cao nhất thì cũng sẽ tương đương với độ ồn của một văn phòng làm việc khi đang trò chuyện. Nên là tùy vào thời gian sử dụng thì mình sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp ha. Và đương nhiên là chiếc quạt điều hòa này cũng sẽ có trang bị một cái remote để mình điều khiển từ xa. Ngoài các chế độ tương ứng trên bảng điều khiển thì trên remote còn có nút tắt đèn báo nữa. Khi xài thì bạn nên hướng đầu remote vào nơi tiếp nhận điều khiển trên thân quạt nha. Nhưng mà bởi vì cái bảng điều khiển nằm trên thân máy nên khi mình dùng remote ở xa để bật các chức năng thì mình sẽ không nhìn thấy được và không biết là chức năng đó đã bật hay chưa, nên các bạn hãy chịu khó để ý để cảm nhận nha. Và cũng như Ánh đang chia sẻ từ đầu thì cái quạt này khá là nhỏ nên mình có thể tự vệ sinh ở nhà luôn. Quạt có thiết kế khá nhiều khe rãnh đây, nên là khi mà vệ sinh thì các bạn chịu khó lấy khăn lau sạch bụi bẩn ha. Lâu lâu mình cũng nên xả hết nước trong bình chứa nước ra rồi lau chùi sạch bình nữa. Dù là còn một vài điểm cần phải cải thiện nhưng mà nhìn chung thì anh thấy chiếc quạt điều hòa này có khá là nhiều điểm hay, như là nhỏ gọn nè, là mát tốt nè, và đặc biệt là có cả ion âm vừa làm cho không khí mát lại còn trong lành nữa. Với công suất là 145W làm mát cho diện tích từ 25 đến 30m2 thì anh cảm thấy là chiếc quạt này rất là hợp khi mà để trong phòng ngủ nè, phòng khách nè, hoặc là quán cà phê có không gian mở đều rất là ok. Nên là nếu như các bạn đang cân nhắc tìm mua một chiếc quạt điều hòa để giải cứu cái sự nóng bức này thì hãy cân nhắc em nó nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Quạt điều hòa Cree KSWK2001 TEGL, quạt điều hòa làm mát lạnh với 4 viên đá khô tặng kèm, công suất 145W, mạnh mẽ làm mát diện tích 25-30m2, độ ồn nhỏ hơn 73dB, chế độ tạo ion âm, loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, tăng tuổi thọ cho sản phẩm với chức năng tự ngắt bơm nước khi cạn nước. Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại kèm điều khiển từ xa tiện lợi, ra mắt năm 2020, thương hiệu Cree.